Alo, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là một ngày thứ sáu, là ngày 22 tháng 7 nha. Đây, tự nhiên hôm nay là buổi trưa, trời mưa rất là lớn luôn. Không, mưa rất là lớn luôn, thấy buồn dễ sợ luôn á. Giờ cái hoàn cảnh đang là cả thành phố đang là chống dịch, đi lại rất là khó khăn, đi ra ngoài là phải có lý do chính đáng, rồi là sản xuất cũng bị đình trệ, rồi mấy cái quán ăn quán uống này kia là cũng dẹp hết trơn rồi. Giờ sau này mà dịch nó có trở lại này kia là coi như là nhiều hoàn cảnh là rất là bi ai nha, rất là bi thương luôn á, không biết làm sao bây giờ. Hôm nay là trời mưa rất là lớn à, mình nhìn thấy không, thấy xa xa kìa, thấy hai con bé Lulu kìa, Lulu chỉ là mẹ nó đó. Lulu thì nó còn nằm ở bên trong rồi, còn mẹ nó thì ở bên ngoài rất là lạnh lẽo nha các bạn à, thấy không, nó phải chịu thôi, nó có một dây xích, nó bị dây xích á truyền vô á, mình thấy rất là thương nó nhưng mà mình không có làm sao mà giúp nó được, vì chủ nhà nó truyền suốt cái con vợn á, con mẹ nó như vậy rồi, né bên kia nữa, xa bên kia nó, góc bên kia nữa. Nó mấy lần trước đó, nó la dữ lắm, nó la nó đòi vô, nó bị lạnh á, mà mấy lần trước mưa có gió đó là thấy tội lắm, mưa có gió thấy tội lắm, mà bây giờ nghĩ nó cũng la nhiều lần mà nó không được đáp ứng, bây giờ bạn mình thấy nó cam chịu thôi, nó cam chịu thôi, nó nhìn vô mình kìa, nó thấy thương không, nếu mình đó, mình sẽ dắt nó vô chỗ không có bị tạt á. Bây giờ nó lạnh rồi là nó bị ướt rồi lại khô, ướt rồi lại khô, bao nhiêu tuần bao nhiêu tháng nó có được tắm đâu, ít được tắm lắm, thấy không, đời chó nó rất là thương luôn, mình không biết diễn tả như thế nào. Mỗi lần mà trời mưa hay là kia là mình hay ra nhìn nó, không, nếu mà ai mà có cảm xúc mà thương động vật đó thì mới có cảm nhận được, còn không á thì người ta chỉ nghĩ nó là động vật thôi, nó phải chịu như vậy. Nó mà được vô gia đình nào mà thương yêu động vật đó thì đỡ, còn gia đình nào mà thấy nó bình thường á thì nó phải chịu vậy đó. Nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình rất là thương nhưng mà không sao giúp được. Này rất là buồn luôn á, mưa lớn lắm các bạn thấy không, ở bên Trung Quốc cũng mưa rồi bể đập rồi này kia, thôi giống như lục đó. Ngay thành phố luôn, xe cộ này kia là trôi lềnh bềnh, người thì cũng có chết nha các bạn à, mấy năm nay là thiên tai địch họa rất là nhiều trên khắp thế giới, nhất là cái dịch Covid này làm cho chúng ta điên đảo gồng mình đủ thứ trên đời hết trơn, mà không biết là đại dịch này có mau qua không, chứ bây giờ là ở thành phố Hồ Chí Minh là hơn một tháng rồi, coi như là giống như là sẽ bị 2 tháng cấm cửa, 2 tháng bất động, không biết làm gì hết trơn á, làm gì cũng khó khăn, đi lại cũng khó khăn, nó không có được thoải mái, nhưng phải chịu luôn, chịu tội cho những mảnh đời mà người ta hả không có dư giả gì hết á, ngày nào sống ngày nấy đó, đói khát rồi trầm cảm thôi. Vài phút chia sẻ với tất cả mọi người, mong mọi người sẽ bình an và cũng biết thương yêu với nhau, biết thương yêu động vật nha. Bye bye, xin chào lại.